vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Thì khá là lâu rồi thì mình chưa quay trở lại với bộ trang phục đó là chiến tướng mùa đông này. Đối với Triều Vân thì thực sự mình thì ở miền Trung nên là thời gian gần đây thì hơi nắng nóng anh em ạ. Làm phát bộ trang phục chiến tướng mùa đông cho nó rực rỡ, cho nó mát mẻ ấy. Ok, thì ở trận đấu này thì mình sẽ vạt Triều Vân lên rank cao cao xíu anh em ạ. Lúc này thì cũng chỉ mới cao thủ đó là 56 thôi. Ý định đó là mình leo lên cao cao nữa, nhưng mà hiện tại thì đôi lúc nó dính vai keo cây thuế nên là phải cây thuế anh em ạ. Ok, thì anh em nào có nhu cầu cây thuế thì cứ inbox cho mình nhá. Zalo thì mình để đó là trên màn hình anh em ạ, 0944 387 455 đó ấy. Thì cảm ơn anh em rất chi là nhiều luôn. Thì thực sự mình tưởng là trong tuần này đó là leo lên tầm 70-86 gì đó, nhưng mà chắc có lẽ là không được rồi, dính vai keo cây thuế nên là phải cây thuế, nên là hiện tại bây giờ chỉ mới đó là 56 thôi. Nói chung đối với Triều Vân thì ránh nào cũng chơi được cả. Nhiều anh em cứ bảo là Triều Vân chỉ chơi đó là ránh kim cương tinh anh thôi, nhưng thực tế đối với Triều Vân chỉ cần giai đoạn đầu game farm ổn ổn một xíu thì giai đoạn về sau thì tất nhiên thì ránh nào cũng chơi tốt cả, ránh nào cũng chơi được cả. Ở giai đoạn đầu game thì tem bên đích đó là có 2 điểm hạ gục rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng farm thêm một xíu nữa. Thực tế bây giờ mình mà lên gánh thì cũng được rồi, đạt level 4 rồi, nhưng mà hiện tại thì chưa thấy mục tiêu. Và khi đi gánh thì mình lưu ý anh em rằng đó là cố gắng, đó là giữ vị trí, giữ sai một xíu để tránh lộ tầm nhìn. Anh em cứ chúi vào những cái bụi này này để tránh đó là lộ tầm nhìn, thì khi đó anh em đi gánh hiệu quả hơn. Nhưng mà hiện tại thì anh em có thấy thì không thấy đó là sai mịt tém đích ở đâu cả. Thì bây giờ thì anh em thấy con rồng thì con bảy giấy nửa rá và ôm men thì đang tập trung giao tránh với lữ bố. Thì pha này mình sẽ lên đó là hỗ trợ men tém mình ngắn lữ bố nha. Rồi pha này quật luôn này, chạy đâu bạn ơi, chắc chắn thì lữ bố lên bảng điểm số rồi. Bây giờ thì vậy là khá thành công rồi, con giới thì ôm men đã ăn được, cướp được của lữ bố, kèm theo đó mang hử lữ bố thì mình ăn được rồi, vậy là khá là thành công. Pha này thì liệu có ăn được ghi đu tém đi hay không, chỉ còn ôi thôi xong rồi, một phát khống chế đẹp thế, khống chế phạt mình bị trù bắn và lên bảng điểm số luôn, ghi đu tém địch chỉ còn một xíu máu kia, tiếc thế. Ta đọc cũng hơi sai này anh em ạ. Thứ nhất đó là tém binh chưa có giải, thứ hai mình vẫn chưa lên được đôi giày kiến cương nữa, đấy là phá đỏ thì gọi là ghi đu khống chế phạt mình ở yên trong trù luôn. Một phá gọi là hơi sai, hơi thám đến từ mình, thám thì thầm thôi. Ok, thì xíu nữa sẽ làm lại anh em ạ. Đối với chất tướng Triều Vân thì mình cũng đã nói rằng đó là cuộc đầu game thì anh em cố gắng đó là phá một xíu, đặc biệt là giai đoạn đầu game. Còn càng về sau thì Triều Vân đó là càng phát huy sức mạnh, đặc biệt thì anh em có những điểm hạ hoặc phụ. Bây giờ thì FP tem mình lên bảng điểm số rồi, 1-5. Ôi, trận đấu này thì tem bên mình lên bảng điểm số cũng khá là nhiều ấy, mình cũng đóng góp một màng dành cho tem địch rồi. Ở đường tha thân thì Omen tem mình thì cũng đáng bị lữ bố đuổi anh em ạ. Và liệu Omen có chạy được hay không, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ màng đổi màng thôi. Vậy là thành công rồi, đổi màng phải dừng tem địch, vậy là cũng thành công rồi. Pha này thì thấy sai tu lên trong bùi, ôi thêm ông ghi đu nữa. Ok, pha này thì mình sẽ bật đó là quả cầu băng sướng để áo play nhé, quay trở lại đó là sát sát thương. Và tiền đó là mịt tem địch lên bảng điểm số, vậy là thành công rồi. Thì anh em thấy thì bây giờ mình sẽ lên hỗ trợ đó Omen một xíu, thực tế không phải lên hỗ trợ Omen mà mình sẽ núp để bắt Zuka tem địch. Anh em thấy thì mình vừa đó là check map thì thấy đó là Zuka của tem địch đang ở đường giữa, thì chắc chắn nó sẽ về đẹp lính của đường của mình. Mình sẽ núp đây để bắt nhá. Ôi Zuka khốn quá, Zuka tem địch khốn quá anh em ạ. Zuka tem địch gọi là không di chuyển quá bụi cỏ mà nó di chuyển quá đó là bờ tường luôn, nên là Omen tem mình thì lại không kịp để khóa nữa. Ok, thì bây giờ thì chắc có lẽ sẽ lui lại một xíu thôi. Bộ sánh của mình thì cũng gần ra rồi nên là lại farm bộ sánh. Hiện tại thì bây giờ thế trận thì cũng là đó 50-50 thôi. Tem bên mình thì cũng lấy lại được một xíu thế trận rồi. Về chất tướng của tem bên mình thì cũng rất chỉ là khỏe, và tem bên địch thì cũng rất chỉ là ok. Nói chung 50-50 thôi anh em ạ. Thì tất nhiên rồi, clip này mình cũng trình bày cho em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng Triều Vân nhá. Clip nào cũng vậy anh em ạ.
Bảng ngọc thì mình luôn luôn để dưới phần mô tả để anh em có thể biết một cách chi tiết nhất. Còn về trang bị phù hiệu thì mình sẽ gắn trên màn hình cho anh em theo dõi một cách rõ nhất. Giai đoạn đầu game đối với Triệu Vấn thế này là ổn rồi. Bây giờ thì bắt đầu là điểm phát húi, bắt đầu là Triệu Vấn mạnh dân đều rồi. Thì pha này đi gánh này, không biết có hiệu quả hay không. Ok, bắt luôn này, một phát tiền một em lên bảng điểm số. Quay trở lại đó là chơi anh chàng rú béo luôn. Liêu rú béo có chạy được hay không? Ôi, chạy nhanh quá, ăn gì mà chạy nhanh thế. Gấu thì béo mà chạy nhanh thế. Ok, thì pha này thì tận dụng khoảng thời gian này ăn con rồng một xíu nhé. Khi ăn rồng anh em chú ý là nên lôi con rồng ra một xíu. Tránh trường hợp là anh em lao vào giữa hàng rồng luôn thì khi đó cực kỳ là mạo hiểm. Bởi vì anh em thấy thì khi mà anh em lao vào đó là giữa hàng rồng thì khi đó thì anh em rất chi là khó thoát đường rác. Kèm theo đó thì những cụ trường của ghi đu thì sẽ trúng rất chi là nhiều mục tiêu, kể cả là trúng rồng nữa. Kéo con rồng ra một xíu thì sẽ ổn hơn. Thực sự bản này tù lén cực kỳ là mạnh luôn anh em ơi. Nó có thể là sốc đám mình luôn ấy. Nếu mà ở thế chủ động thì mình có thể không làm được gì nó. Còn mình mà ở thế chủ động là một câu chuyện khác nha. Thì bây giờ lại cứ tiếp tục phám nhẹ một xíu thôi. Đối với Triệu Vấn thì bộ chiếu thực thì chắc có lẽ mình cũng không cần giới thiệu nhiều nữa. Quan trọng là anh em có bó và bắt mục tiêu, vẫn đúc để bắt mục tiêu đúng nhất cho hợp lý là được thôi. Ok, thì pha này sẽ di chuyển xuống để hỗ trợ tím một xíu này, không biết có bắt được cái không. Hiện tại thì đáng thấy đó là ghi đú của tém địch. Pha này thì chắc bắt luôn này, chạy đâu bạn ơi. Rồi, lượt chiêu một lại này, đánh thương một phát lùng cái màn chấm dứt anh em ạ. Ôi thơm nha. Được cái màn cấm chấm dứt thì cung cấp cho mình đó là khá là nhiều vàng ấy. Ở trận đấu này thì tém bên bàn những chất tường cũng rất chi là khỏe luôn. Lữ bố này anh em ạ, mình cũng sờ lữ bố ấy. Mình gọi là sốc đám được lữ bố thì tốt, mà không sốc đám được thì nó bật chiến thân lên luôn thì hết chạy luôn ấy. Nên là chắc chắn thì phải cẩn thận rồi. Ok, thì pha này thì sẽ đảo gánh lên đường giữa một xíu. Hiện tại tại bên mình vẫn chưa lấy được cái trụ nào cả. Ôi pha này hay này, một phá gọi là khóa cực kỳ là tốt đến từ vị trí quá rúng. Và mịt tém mình thì tiền mịt tém đích lên bảng điểm số thôi. Ở trận đấu này thì tém bên mình đó là có Illumia đi đường giữa anh em ạ. Một chất tướng nói chung cũng mạnh, khá là mạnh ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt thì khả năng đó là thân trần thì thứ nhất làm choáng đối phương, thứ hai đó là có thể kiểm soát bản đồ này anh em ạ. Đặc biệt là trong combat tổng thì Illumia cũng cực kỳ là mạnh luôn. Về phần trang bị dành cho Triệu Vấn thì chắc chắn mình sẽ đóng full đám rồi anh em ạ. Triệu Vấn thì phải lên full đám mới có thể sốc đám được đối phương một cách tốt nhất. Chứ trận đấu này mà không lên full đam thì rất chi là khó để chơi. Bởi vì tem bên mình thì anh em thấy thì có hai chồng chiêu tốt rồi, đó là Arum cũng như đó là Omen rồi. Mình lên full đam để có thể sốc đam đối phương. Bước đầu thì mình sử dụng kiếm truy hồn đi rừng, dây kiên cương kháng hiệu khống chế, phức hợp kiếm, gia tăng cái lượng đám bổ. Tiếp đến thì thành kiếm chỉ mang cây nánh thì dưới 50% máu thì chịu thêm 30% đám. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh. Ví dụ như pha này chẳng hạn này. Ôi tu lên tem đi vẫn chạy được kia. Nói chung lên cao kỹ năng người ta cũng khá tốt anh em ạ. Nhưng mà mục tiêu của mình lấy trụ được, vậy là ổn rồi. Và này thì quay trở lại đó là bóc đầu, không cho vai lại tem đi chạy về nhá. Rồi chạy đâu bạn ơi. Ôi một phát thân trần tốt kia. Mình thì bổ vào gọi là quái luôn anh em ạ. Ý định là bắt Violet. Nhưng mà cuối cùng thì thân trần của Illumia thì đã ăn được đó là Violet rồi. Bây giờ thì lui lại một xíu, ăn con rồng, tạo lợi thế cho bản thân, tạo lợi thế cho toàn đội nữa. Nhưng mà hiện tại thì tém bên mình có vẻ là có ý định giao tranh em ạ. Pha này lại chơi luôn, quật luôn lữ bố này. Chiến thân vẫn đang con đúng không? Nhưng mà sự hồi phục của lữ bố thì không bằng cái lượng đám của mình. Tiền lữ bố lên bảng điểm số. Pha này thì mình sẽ lấy trụ luôn nhá. Thế anh em thấy thì mục tiêu chắc chắn là lấy trụ đầu tiên rồi. Pha này ôi, ông này ảo tưởng sức mạnh à. Tầm này thì đám Triệu vẫn không thể xem thường rồi anh em ạ. Tầm này mà cứ gọi là ra một bổ mà rằng không có đô đó là chống chiêu thì thực sự gặp đó là Triệu Vấn thì cũng khóc luôn. Mình chỉ sợ là hiệu ứng khống chế cứng ấy, rằng như Arum này, Aletter này vào nó khóa luôn. Còn rằng như Zuka, rằng như Ghidu thì thực sự quá là dễ luôn. Ghidu anh em chỉ cần ở chưa cái chiêu một lại khi nó khóa một phát. Thế anh em đó là kích hoạt chiêu một để giải thì thực sự áp play đó là ghi đủ khá là dễ. Bây giờ thì chắc có lẽ mình sẽ ăn ta thân xế ra luôn nha anh em. Thứ ưu điểm
Đó là của khi mà anh em lên cáo ấy, thì người ta chơi cũng cực kỳ là tốt. Vấp ping thì đồng đội đó chỉ là hiểu ý, và cách ép trụ thì cực kỳ là nhanh luôn nha anh em. Chỉ cần có xíu lợi thế thôi là bắt đầu là ép tất cả các đường, thì khi đó sẽ chỉ là dễ chơi. Nói chung mỗi bậc rank thì cách chơi của người ta thì sẽ khác hơn một xíu. Nên là vì thế thì đối với Triều vẫn chất tưởng yếu đầu game á, nếu mà anh em bị mất lợi thế giai đoạn đầu game một xíu thì cũng khá là khó chơi thêm một xíu. Thế là chắc chắn thì phải cẩn thận ở giai đoạn đầu game. Đặc biệt trận đấu này tém bên mình có rung mạnh đầu game nữa, tém bên đi cũng không dám cướp bóc. Bây giờ thì mình chắc có lẽ thả con rồng đấy luôn nhá. Lử bố làm gì đấy? Chơi không? À ha, bắt chiến thân lên rồi. Cho nó tầm khoảng nửa chiến thân rồi phán này. Một bổ này, nửa cấy này, du cá đúng không? Này thì chơi luôn này. Chơi đi bạn ơi, du cá lại đây. Cần hai là gì? Người đã hí nhẹ cho tém đích một xỉu anh em ạ. Tầm này thì đám mình báo quá rồi, nên là việc bổ ai thì phải gọi là thôi sóng luôn này. Chạy đâu bạn ơi? Điển đó là ghi đủ tém đích lên bảng điểm số này. Thế anh em thấy thì hiện tại bây giờ thể lính của tém mình đều 3 đường cả nhá. Anh em thấy thì thể lính rất chỉ là đều cả 3 đường. Thì khi đó cho dù tém mình có combat thua đi chăng nữa thì cũng không sao cả anh em ạ. Tém bên đi không có thể lính mà đẩy trụ tém mình. Đó là một cách chơi để giúp anh em lối chơi an toàn nhất. Và này thì sẽ bắn trụ chơi luôn này. Có Arum nên chả vấn đề gì cả anh em ạ. Lử bố lao ra bị khóa rồi. Mình vừa đánh người vừa đánh trụ. Khi anh em bổ vào người hoặc là quái một phát thì anh em sẽ có đám chuẩn đến từ chiêu cuối. Và những đòn đánh thương sau đó anh em sẽ có sát thương chuẩn. Và việc có sát thương chuẩn thì anh em lấy trụ cực kỳ là nhanh luôn. Về phù hiệu thì mình vẫn sử dụng bộ phù hiệu má tính thôi. Khi kích hoạt chiêu cuối một phát thì sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu còn lại. Anh em thấy tém mình đẩy lấy lính đều không? Tất cả đều là đều cả. Nên là việc lấy 3 đường lính siêu cấp khá là dễ luôn. 11 dành cho mình rồi. Mình ngắn nửa số mạng của tím rồi. Bởi vì lượng đám của mình quá là to anh em ạ. Đây này, và này ghi đu bọc thời luôn. Tiền ghi đu lên bảng điểm số rồi. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đấy. Khá là dễ dàng. Về bảng ngọc thì mình vẫn lên bảng ngọc bình thường thôi. Đó là ngọc đỏ 8 viên. Đó là công vật lý xuyên giáp 2 viên tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím công vật lý tóc chay. Và ngọc xanh công vật lý xuyên giáp. Anh em nào mà dàng là khó nghe một xíu thì có thể dưới phần mô tả mình có ghi rất rất chi là cụ thể nha anh em. Bye bye, chúc các em luôn vui vẻ.